Với thợ da Lecas, Sam không đơn thuần là một sản phẩm. Sam mang hình hài của giấc mơ được khai sinh từ những ao ước nguyên sơ nhất của người thợ da về một chiếc túi quốc dân. Thiết kế và thi công Sam không khó, nhưng Sam lại là chiếc túi xách cỡ lớn, đòi hỏi những miếng da nguyên bản, dày đầm, chắc dẻo, không hề dễ dàng với một tấm da bò nguyên liệu lớp 1. Nếu đã gắn bó với Lecas từ lâu, chắc chắn bạn sẽ nhận ra, trước đây, Sam là một gương mặt quen thuộc, được restock thường xuyên. Nhưng sau dịch, khi nguồn da chất lượng trở nên khan hiếm, thì đó cũng là lúc bài toán lựa chọn giữa chất lượng và số lượng xuất hiện. Gần như không cần đến đắn đo, đã đem túi lên kệ, thì chính mình cũng phải cảm thấy yêu thích và tự hào. Lecas đã lấy đó làm kim chỉ nam, người thợ da quyết định không thỏa hiệp mà đi tìm cho bằng được những tấm da phù hợp. Sau nhiều tháng để dành, cuối cùng Lecas đã thành công đưa Sam trở lại với những sắc màu tươi mới, đều là những tấm da dày có đủ độ dẻo, độ chắc, độ căng, đúng với tinh thần mà Sam bắt buộc phải có. Đã 8 năm dài chăm lo cho từng đường kim mũi chỉ, nhưng bất cứ khi nào Sam xuất hiện, người thợ da cũng không dễ dàng bằng lòng mà luôn mong muốn tìm thêm những thứ tốt nhất, mới nhất để Sam hoàn thiện hơn từng ngày. Tháng 12 này, thợ da tròn 10 năm tuổi nghề, Sam cũng bước sang tuổi thứ 8. Lecas cảm ơn Sam, người chị cả luôn nam mũ lo toan. Cảm ơn Sam, chiếc túi từ thuở sơ khai chứa đầy hoài bão, ước mơ khai phá của người thợ da Việt.